Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là đây là lô hàng mình sẽ chuẩn bị nhập trong giữa tháng 5 này. Thì trong vòng khoảng chục ngày nữa thì hàng sẽ về đến cửa hàng của bên mình. Thì để bán hàng, đây là toàn bộ hàng mình sẽ mua và nhập trực tiếp bán tại cửa hàng. Và mình có thể giới thiệu qua với các bạn về tất cả những cái hàng mà mình bán, nó sẽ phục vụ từ những cái cuộc sống rất là thông thường cho đến những cái sản phẩm về làm chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp, cũng như là các cái sản phẩm về trang điểm. Thì ở đây như các bạn thấy là toàn bộ hóa đơn của mình đều được show ở đây, thì đều mua tại các cái siêu thị rất là lớn tại Đức như Gever, Rossmann, DM. Ở đây mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về cái sản phẩm, từ những cái sản phẩm mà cọ rửa toilet, nhà tắm thì có Danmik, Brief, Pref hay là Domo, là những cái sản phẩm mà dành cho việc cọ rửa khu vực nấu của bếp từ. Bạn để nhìn thấy cái kia. Và những cái chai sữa và những cái chai mà nước rửa bát Fairy là rất là tốt cho da tay, không ảnh hưởng da tay. Những cái sản phẩm về cọ rửa vệ sinh của Domo mình đang dùng thì nó đã có cái hương thơm rất là dễ chịu và nó không có cái cảm giác độc hại như là cái sản phẩm ở nhà. Kem đánh răng làm trắng răng của Schonheit cũng rất là phổ biến ở được sử dụng phổ biến ở bên Đức. Nước rửa vệ sinh dành cho phụ nữ Intimo của Nivea, mình cũng đang dùng loại này, nó cực kỳ là nhẹ nhàng và mà mình cảm thấy thoải mái. Nivea sữa tắm, các loại phấn về má hồng của MAC hay là của Essence, các loại kem chống nắng dùng cho cả người lớn lẫn của trẻ con. Người lớn thì mình có hai loại, dùng cho cả body và mặt hay là dùng cho mặt không. Thì hiện tại giờ Nivea đang có cái sản phẩm mới kem chống nắng, đó là vừa kết hợp với cả kem dưỡng da và vừa kết hợp với việc mà chống nám luôn. Cái này đặc biệt là rất là tốt cho các bạn nào chống bị nám. Phấn phủ của Cashia, đây là phấn phủ rất là mịn và mềm, nó cũng có sức bán rất lâu, của Olay hay sữa dầu gội đầu của Nivea, dầu gội đầu dành cho nam giới chống gầu, loại này cực kỳ tốt, mình đang dùng và cả chồng mình đang dùng, thì nó hoàn toàn không bị ngứa và giảm gầu rất là nhiều. Các loại vitamin dành cho trẻ con, từ số 1 cho đến số 6. Các loại vitamin này thì nó bổ sung vitamin cho trẻ con và giúp cho nó không làm cho trẻ con béo phì, nhưng mà nó làm cân bằng cái vitamin và giúp cho trẻ tăng cái sức đề kháng rất là tốt. Với trẻ biếng ăn thì nó còn giúp tốt cho cái hệ tiêu hóa. Đây là các loại dầu gội đầu của Noria, thì nó dùng nó rất là mượt và thơm. Thì bạn có thể màu đỏ thì rất là tốt cho các loại tóc mà có nhuộm. Sữa tắm Nivea dành cho mùa hè, Son Kiko, hay là mình sẽ nhập cả những cái băng vệ sinh dành cho các bạn nữ, vì cái sản phẩm ở đây mình trực tiếp dùng và nó cực kỳ là tốt, nhẹ nhàng. Và còn kia là kem đánh răng của Sensodyne. Mình cũng có nhập cả một bộ dao của Đức. Đây là bộ dao đầy đủ các loại dao. Như các bạn thấy là từ những dao thái dùng để thái thịt, dao để thái các loại củ quả lớn hay các loại dao lớn, dao để thái rau, để thái hoa quả. Và dao này các bạn có thể dùng như là với hành, tỏi, thứ loại dao nhỏ hơn cho những dụng cụ. Hay ngay cả các bạn tỉa hoa quả cũng dễ hơn. Thì dao này vừa tốt mà lại vừa rẻ, cái giá rất là phổ biến, rất là phải chăng. Cả bộ này mình sẽ bán với giá là 450.000. Nó là hàng ngon bổ rẻ. Những cái sản phẩm mình nhập cả những sản phẩm về trong để giúp mọi người chăm sóc sắc đẹp, thì đây là cái miếng để giúp rửa mặt rất là mềm dễ chịu, có các loại kích cỡ khác nhau. Còn đây là miếng để hỗ trợ các bạn có thể trang điểm. Với cái chất liệu ở đây thì thường nó rất là an toàn và đảm bảo cho da. Thì mình nhập có cả đợt này có cả những cái sản phẩm mà giúp về giặt giũ nữa, thì đây là những cái sản phẩm mà giúp làm trắng, giặt trắng quần áo, dùng cho cả máy giặt lẫn cả giặt tay. Và đây là một số những cái sản phẩm về thực phẩm chức năng hay là thuốc bổ trợ bổ sung thêm các loại vitamin, cân bằng các yếu tố trong cơ thể. Thì đây là thuốc để giúp cho các bệnh nhân về giãn tĩnh mạch, hoặc những người có triệu chứng giãn tĩnh mạch thì có thể dùng rất là tốt. Thì khách hàng của mình cũng là một chị đang bị giãn tĩnh mạch và chị đã nói rằng đây là cái sản phẩm mà cực kỳ hiệu quả và chị vẫn liên tục mua để sử dụng. Với các loại vitamin C này được chiết xuất trực tiếp từ hoa quả tươi,
ví dụ như quả việt quất, ở đây là hạt loại quả lựu, bí ngô kết hợp với việt quất, hoàn toàn là việt quất. Và bên cạnh đây là glucosamine. Glucosamine là cái loại thuốc mà cực kỳ tốt cho cái phần xương khớp, và những cái người già thì thường xuyên là uống cái thuốc này. Thuốc này mình cũng được chính những người sống ở đây giới thiệu vì họ thường mua cho người nhà mang về. Vitamin tổng hợp ginseng thì chiết xuất từ nhân sâm, cái này là bổ sung các loại vitamin B cho cơ thể. Và đây là lecithin được chiết xuất từ mầm đậu nành, thì cái này có tác dụng là rất tốt cho phụ nữ để giữ luôn cái việc trẻ đẹp, và nó cũng bổ sung vitamin B tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và các loại kem về Bunsen chống nắng dành cho trẻ con, thì Bunsen là cái thương hiệu ở đây rất là nổi tiếng với các loại mà chiết xuất về sữa tắm hay là các cái loại kem để chăm sóc bên ngoài cho trẻ con. Và một cái sản phẩm thực phẩm và một cái sản phẩm thuốc rất là nổi tiếng đó là Prospan của Đức, thì mình nhập cái loại dành cho cả trẻ con lẫn cả người lớn. Với người lớn là cái loại tinh chất 20 ml, thì cái loại này là chỉ cần khi các bạn mà có dấu hiệu bị ngứa cổ là nên uống từ thời điểm đấy, thì nó có tác dụng là chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên nên nó không độc hại giống như các loại kháng sinh mà mình hay sử dụng, và người nhà mình là người lớn tuổi cũng đã dùng và có tác dụng thực sự tốt. Và tất cả các sản phẩm ở đây mình sẽ nhập trực tiếp về cửa hàng Guto tại Thái Nguyên để mua sản phẩm, hay là đến xem sản phẩm thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng. Ngoài ra thì các bạn có thể vào shop guto.vn hoặc là vào Facebook shop Guto để đặt mua sản phẩm, thì cửa hàng mình sẽ có hỗ trợ ship trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã xem clip.